thì chúng ta xem lại một lần nữa. Bạn nào rõ rồi thì làm lắp 6. Mình sẽ có một cái namespace fpoly. Trong đề người ta yêu cầu mình định nghĩa một cái interface a person. Như vậy chúng ta sẽ có một cái interface mình định nghĩa ở đây. Mình cho ở đây là public ha, interface person. Thì trong cái interface này chúng ta sẽ có một cái là name, một cái là address, là hai cái thuộc tính. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ có string name và các bạn sẽ khai báo cho nó có phương thức get, phương thức set, get set cho cái name string, một cái nữa là address get set luôn, và mình có một cái phương thức nữa là show, là void show. Các bạn chú ý là đối với lại cái phương thức các bạn viết hoa thì tí nữa các bạn xài cũng phải là hoa, bởi vì nó phân biệt hoa thường, cho nên các bạn phải viết chính xác. Rồi ở trong này chúng ta đã có được phương thức show ra name và address, viết một cái lớp student kế thừa à, chỗ này thì chúng ta gọi là thực thi đúng hơn ha. Đó, thực thi từ cái à không, hình như là đây, viết một cái class person. Mình có một cái class person trước, ở trên kia là interface person, dưới này là mình có một cái class person. Mình kế thừa, mình thực thi từ cái a person có cái thuộc tính là name, address và một cái phương thức là show. Ok, như vậy thì mình có một cái class ở dưới này. Class person, person này mình viết hoa đi, được thực thi từ ePerson. Và khi mình thực thi thì các bạn sẽ khai báo lại public lead voice show. Chúng ta sẽ console, chúng ta xuất cái thông tin ra. Thông tin của chúng ta có name, rồi chấm address. Và đề người ta yêu cầu tiếp một lớp student kế thừa từ person có phương thức course, và show ra cái phương thức này nữa. Ok, và mình có một cái public student. Chúng ta sẽ kế thừa từ cái person. Và trong này thì nó sẽ có cái phương thức của chúng ta. À, có thuộc tính course. Thuộc tính này mình sẽ để là string đi. Và chúng ta sẽ có cái phương thức show. Show, phương thức show ra cái core này.
mình có một cái class lay 6, mình có public static void main, mình có cái student. Và chúng ta sẽ khởi tạo cho cái bạn student này. Name bằng Hùng. Address bằng Hồ Chí Minh. Course. Rồi, chú ý chỗ này. Khi chúng ta khởi tạo chỗ này, nếu như cái core của mình các bạn, đây, chú ý chỗ này nhé. À, mình chọn public luôn đi. Rồi, các bạn sẽ bằng đi. student.show. Rồi, được chưa? Chỗ này mình có cái console.rickey cho nó đứng lại. Đó, đoạn code của chúng ta demo về cái vấn đề là chúng ta có interface, chúng ta có thực thi interface, và chúng ta kế thừa từ cái person đối với lại class của chúng ta. Được chưa nào? Cái chỗ này nè, sau này các bạn chú ý nè. Đối với lại cái hàm show này đi, thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái phương thức gọi là phương thức toString. ToString. Nó sẽ hay các bạn. ToString thì chỗ này mình không có show, mà mình sẽ là public. String toString. Return chúng ta sẽ return xuống đây đối với lại cái student. ToString
Rồi xuống đây chúng ta sẽ có console write student chấm toString. Rồi. Hồ Chí Minh chỗ này chúng ta rồi, được chưa? Như vậy các bạn thấy có gì khác biệt khi mà mình viết cái hàm toString nghe hello, khi mình viết cái phương thức toString á thì nó đặc biệt một cái các bạn. Ví dụ như cái hàm show lúc nãy của thầy nè, đối với lại person thầy đã show, thầy dùng là write like name address. Đối với lại student khi thầy show thầy cũng phải write like name address cộng với cái course. Nhưng nếu thầy dùng là toString thì cái đoạn test này nó ra cho thầy một cái string. Và đối với cái class sinh viên mình chỉ cần nối cái string của cha thêm cái call nữa là xong. Được chưa? Rồi, bây giờ đổi ngược lại, mình thay vì mình show cái này thì mình sẽ show cái gì? ToString. À, thì mình sẽ viết ngược lại tí xíu ha. Show cái toString. Tương tự ở trên này cũng vậy. Show cái this.toString. Thì sau này mình viết code nó sẽ linh hoạt hơn. Mình muốn show làm sao? Mình muốn xuống dưới này, mình dùng right line mình show cũng được. Còn không thì mình chạy ở đây mình show cũng được. Được chưa? Nó linh hoạt cái đoạn code của mình hơn. Đôi khi mình cần một cái đoạn trả về để mình insert nó vô Excel chẳng hạn. Mình insert nó vô database chẳng hạn. Mình insert nó vô một file Word chẳng hạn. Chứ không phải lúc nào mình cũng xuất ra liên tục ngay tại đây. Mà mình có thể là toString, mình get ra một cái chuỗi, và cái chuỗi này mình có thể sử dụng, tái sử dụng ở nhiều nơi khác nữa thì nó sẽ hay. Đó là cách mà viết code, người ta gọi là clear code, code sạch á, mình có thể tái sử dụng được, dễ hiểu rõ ràng, chứ không phải là lúc nào mình cũng toString. Mình muốn show thì show, thì đấy anh viết xong rồi anh show có sao đâu, được chưa? Đó, viết xong rồi show không sao cả. Rồi như vậy mình đã xong demo cái phần interface. Bài lớp 6 tranh thủ về làm. Hôm sau mình chấm. Ưu tiên cho những